Hey, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình mời cả nhà đi theo cùng mình đi câu cá nữa nha mọi người. Lâu lâu buồn buồn cũng xách một câu chạy ra câu rồi cả nhà. Rất là thú vị mà. Đó, thấy chưa? Thì đây là cá rô đồng nha cả nhà. Chỗ nào có nước là có cá hả cả nhà. Đây, bỏ xuống là dính liền luôn á mọi người thấy không? Bởi vậy mà mình mê nó chứ không gì trơn. Mình thích đi câu là vậy đó mọi người. Này mọi người xem. Đấy, dính nữa thấy chưa? Cứ để xuống là dính nè mọi người ạ. Rất là vui luôn á, câu này rất là đã luôn á. Câu là vịt đã tay đó cả nhà đó, cá bự bự không à, không phải cá nhỏ nha cả nhà đó. Cũng được chứ không có cá rô bành địa nhưng mà ý là siêu to khổng lồ ít lắm cả nhà. Nhưng mà cá này nó hiện nó đang lớn rất là nhiều luôn á. Dính nữa rồi nè cả nhà. Cá này mọi người muốn ăn cũng được. Chiên bột nè, ăn là không biết là con cá này có xương không á. Tại vì hiện nó đang lớn cỡ này nè cả nhà. Cá thì nó rất là mềm, rất là xanh, thịt nó rất là mềm, ú nữa. Thấy chưa cả nhà? Thì tôi không biết là mọi người sao chứ tôi mê câu cá lắm rồi cả nhà. Cá này á mọi người muốn ăn ăn, còn mình á thì mình nuôi á, mình câu lên á. Tại mình thấy nhiều quá vài bữa nữa nước cạn á nó sẽ đi hết, còn không nó sẽ bị chích điện, nó lớn không nổi cả nhà. Thì tới nước cạn người ta chích rất là nhiều, đêm nào hầu như đêm nào ngày nào người ta cũng chích hết trơn, hết máy này tới máy khác rất là nhiều cả nhà, cho nên là nó sẽ bị chích điện rất là nhiều. Thì bây giờ mình câu lên, sẵn có cái diều ớt á, cái mình bỏ vô cái diều ớt, mình không ăn thì mình sẽ bỏ vô cái diều ớt mình nuôi cái nha. Mình lựa cái con nào mà to nhất, to hơn á, khoảng gần 3 ngón tay á thì mình ăn. Còn những con 2 ngón tay trở lại thì mình sẽ bỏ vô cái diều của diều ớt của mình á, cho nó ăn đồ thừa của ớt á cái nha. Thì nó sẽ lớn ké. Nó lớn ké con ớt xong mai mốt mình thu hoạch ớt thì mình sẽ thu hoạch luôn cá được cả nhà. Cái đợt trước á, mình bỏ vô cái dèo ớt á, hôm nay nó cũng to to rồi cả nhà. Trời mưa luôn rồi. Hôm nay nó cá trong dèo ớt hổm mình câu đó, hôm nay nó to to lên rồi. Đã lắm, trông rất là đã. Thì giờ mình câu tiếp, mình mới làm một cái dèo ớt hơi to nữa, to gấp đôi cái dèo cũ luôn á. Cho nên mình sẽ câu thêm để mình bỏ vào cái dèo mới cả nhà. Đây. Ngon lành chành đào không cả nhà? Rất là to. Rất là ngon chứ không phải rất là to cả nhà. Thì cá thì chỉ cần có 2 ngón tay thôi chứ không có to, chưa có to lắm. Cũng có cá to nhiều lắm cả nhà, mình thấy nó ngớp bụp bụp hoài mà sao mình câu nó ít ăn á, nó rất là nhát ăn. Thứ hai là tại vì nó chưa kịp ăn thì đã bị mấy em trên này làm hết rồi. Anh em mấy em vừa mấy em bự vừa chạy lại thì mấy em trên này nó đặt lừ nước luôn á cả nhà. Quê của mình nè mọi người thấy không? Quê của tôi chỉ cần tôi thiệt chỉ cần mà không có chích điện chừng 2 năm thôi là mọi người biết là quê tôi ai cũng giàu như Hoài Linh hết trơn luôn á. Ai cũng giàu như Hoài Linh ráo luôn á mọi người. Mọi người biết sao giàu như Hoài Linh không? Với Dân Sơn không? Trong Hát Bạch Công Tử á mọi người, này là chét cá mút nước luôn á. Cái này mọi người thấy không? Không chỉ cần không chích điện chừng 2 năm thôi. Có lẽ là quê của tôi ai cũng phải dẹt cá ra mà múc nước á. Cá rất là nhiều luôn nè. Nó đang bỏ xuống là dính, đỡ xuống là dính là sướng lắm cái nhà đó. Cá bây giờ nó to to nè. Tại vì mình quay trong đây có lẽ là mình quay xa thì nước ngập. Thì mọi người có lẽ là quay xa ở trong màn hình mọi người không thấy được nó lội đúng không? Nhưng mà mình đứng đây nè, mình thấy nó lội bầy bầy dưới á, rất là nhiều. Chỗ nào cũng có bầy bầy hết á, nó từng đàn vậy đó mọi người. Rất là nhiều luôn, chỗ nào cũng có hết nè. Thấy chưa mọi người? Cứ để xuống là dính nè, câu sướng lắm. Thì mình sẵn mình câu rồi để vô dèo hết á, rồi mình chia sẻ với mọi người xem cho vui chơi. Nó cá ngon mà. Không biết mọi người có thích không thì nhưng mà mình thích. Đây. Mọi người mà có thích thì bấm theo dõi mình xem chơi ha. Lần sau mình sẽ kiếm những con cá to nữa mình câu cho mọi người xem. Thì cá này cũng không còn bao lâu cả nhà.
thì chỉ cần nước hết hết nước ngập thì có lẽ nó cũng sẽ ít đi à. Lại tiếp tục để con mồi xuống nữa nha. Hư nè, trời mưa rồi lại hết rồi, cái nhà lại nắng lên. Nắng lên là lại mưa, giống như trời muốn bão vậy đó mọi người. Mưa kiểu mưa mây à, chứ không có mưa lớn râm râm mây 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 vậy rồi đó. Chút xíu à. Ngon lành chưa? Cứ để xuống là giật quá là đã luôn á. Rất là ngon luôn. Cá ngon lắm chứ bộ, to to mà. Hay. Ai cũng nói ngon hết á, không phải mình đâu nha. Thì hôm bữa á, sau cái lần trước mà mình câu á, cái anh chị mình ở trên Sài Gòn á hỏi hỏi mình đây có câu cá không, tại vì ông bà biết mình mê câu cá đó mọi người, chứ hỏi thăm mình như quê có cá không, có đi câu không, có cá không, ví dụ vậy á. Cái mình nói có á, cá rất nhiều nè, cái mình quay sát xuống mặt nước cho mọi người xem á, cho ông bà xem cá loại á, trời ơi mê quá, xách đít chạy về câu liền luôn á mọi người. Bữa câu cũng mớ đem gì trả ăn em. Mình nói câu chừng 2 tiếng, hai ông bà câu chừng 2 tiếng về cho ăn 3 ngày luôn á, ngon quá thì ngon luôn. Ông bà đòi về câu nữa đó cả nhà, đây thứ hai nè, coi chừng về bữa nữa là 2 3 bữa nữa là ông bà về câu nữa nè. Câu quá đã mà mê câu mà lại gặp cá ngon nữa, ai cũng khoái thôi. Hư nè, còn mình thì mình câu để vô dịu ếch, còn ổng bả ở Sài Gòn thì ổng bả về câu thì đem về ăn đó nha. Ở chỗ anh kiếm cá này bù dễ lắm ha, về đây thấy nó mình quay vô lội bầy bầy thấy mình mê chạy về liền, về sẵn thăm mẹ rồi câu cá đem chở ăn luôn, hái rau ví dụ vậy. Lâu lâu hai ông bà về là hái rau hái trái cây câu cá, gom gì trển mấy anh em ráp nhau đi câu cá mà ạ. Thằng câu nhà mình giờ cái chục cây luôn á. Ai cũng đều mê câu cá đi theo từ nhỏ lớn chứ nhỏ luôn á. À, cá ngon không nè mọi người thấy không? Đây, đi lại đây câu chút xíu nhưng mọi người xem. Chỗ nào cũng có hết mình sẽ đó thấy chưa mọi người, để xuống là dính à. Có nước là có cá nha cả nhà. Này mọi người thấy không? Cá xanh lè luôn á, ú nuôi mà. Có nuôi hiền muội không, cá này thì chiên bột thì ta nói luôn, chiên bột chiên tươi nước mắm rau luộc thì mọi người ăn không biết con cá có xương luôn á, tại vì nó sẽ giòn, con giòn xương nó phải giựt kìa, mới để xuống là nó giựt giựt cục mồi mình kìa, nó dành ăn hết rồi cái nhà, rất là nhiều cá con ở trên cho nên là cá mẹ nó ăn không kịp thôi, mình nghĩ như vậy á, tại vì mình thấy nó ngớp cũng rất là nhiều, to cá rô bự bự ngớp rất nhiều mà cứ để xuống là bị mấy em này ăn hết trơn. Nè, cá này, ngon ngon không à, không có chê được rồi cái nhà nó đã không. Hư nè. Cái nhỏ nó dành cái nhà. Hư nè. Để xuống là dính à, không cần giật luôn á mọi người, không cần giật luôn á, giật chi đau mọi người. Lâu lâu á thì mình nhắm cá hơi to to thì mình sợ nó rớt thì mình sẽ giật nhẹ lên một cái gì đó, còn mà cá nào nó ăn rồi á thì mình chỉ cần dở lên thôi, tại vì mình muốn dưỡng cái miệng của nó, đặng cho nó không có bị đau miệng á, đặng mình nuôi nó, mình bỏ vô dầu ếch cho nó nuôi nó, cho nó ăn. Đây, cá ngon không, cái nhà to quá, cái này to hơn mấy cá trước luôn á. Này ngon lành không, nó bị dướng vô nhánh tràm, mình để mình gỡ nó ra nha. Này câu vậy đó biểu tôi không mê, tôi không biết mọi người có mê không chứ tôi là tôi mê rồi đó. Đây cái nha, đã không, để tiếp tục nè. Không biết là quê mọi người có cá nhiều như quê mình không, đã không? Lại tiếp tục
Càng ngày hình như mình đổi qua chỗ này mình thấy cá to hơn chỗ nãy nữa. Thôi, à, nghỉ mất tiêu luôn kìa. Hư nè. Chạy xuống cái phao chạy mất tiêu luôn á, nó gì á. Vừa rớt xuống mặt nước nó gì nè. Coi trong mé cho cái nhà xem. Chỉ cần có lỗ có nước là có cá à, đó. Chỗ nào cũng có. Chỉ cần mà quê mình không chích định, không chích điện chuyện 2 năm thôi, yêu cầu là cho dù có Covid 1 năm đi nữa, quê mình cũng không sợ chết đói nữa nha. Ai cũng sẽ có đồ ăn. Thì mọi người cứ đói cứ chạy ra bắt dạng cá vô ăn, rồi cái đói chạy ra bắt dạng cá vô ăn thì làm sao mà hết cá được. Thì không bao giờ chết đói cả nhà. Nó ngon lành không? Câu vậy thì biết chừng nào hết. Thì mọi người thấy không? Nó đặt đất ở dưới á, mọi người đặt nữa luôn á. Ủa cá to nó. Cá ngon ghê á. Nghe ăn chỉ câu chừng đủ ăn là để đây là ăn, rồi ăn dài dài là nó lớn lên rồi nó đẻ ra luôn á. Rồi tiếp tục nó lại lớn rồi nó đẻ ra, câu không bao giờ hết cá. Này đó ngon lành chưa? Chứ để xuống là dính nè, sướng chứ. Ở đồng cũng có cái lợi của ở đồng đúng không mọi người? Bởi vậy cũng vừa mát mẻ nè, vừa có đồ tự nhiên ăn nè. Đó ngon lành không? Bởi vậy sao nhiều người ta lớn tuổi ta cũng thích về quê sống mọi người. Ngày xưa mình cũng ở Sài Gòn, xong cái Covid mình đi về đây, về quê mình ở luôn. Mê câu cá nữa, ta nói về quê xong rồi mê câu cá ta nói. Mà mê từ xưa giờ rồi, chỉ có thời gian mình ở Sài Gòn là mình không có câu được thôi. Thì bây giờ lại trở về quê thì lại mê tiếp tục nghề câu cá. Ngày xưa mình còn nhỏ á, sáng sớm mở con mắt ra là chạy đi kiếm trùng đang câu cá rồi đó. Ngon chưa? Trời ơi, cá kìa càng ngày càng đã luôn á mọi người. Vì càng ngày càng thấy sướng tay luôn á, câu hoài không chán luôn á. Nãy giờ cũng rất là nhiều cá rồi đó. Cá to to không cả nhà. Để mình câu dài con nữa cái. Rồi mình cho mọi người xem cái kết quả nãy giờ mình câu được bao nhiêu ha. Ngon lành. Mình thấy cá hình như là mình càng câu thì như thấy càng ngon đúng không? Ngon hơn mấy con cá đầu video luôn á. Chỗ này hình như cá to to không? Hư nè. Đã đời chưa? Đã đời chưa? Để xuống là dính nè, rất là vui. Câu mà không có chờ đợi bực bội luôn á. Không có sảy, không có bực bội luôn á. Chỉ cần lựa cá mà câu nữa, chứ không có sợ sảy cả nhà. Cá nhỏ thì mình dỡ lên cho nó rớt xuống thôi. Còn cái mình thấy cá lớn lại á, đó, mình dỡ lên cái nhỏ mình ghi cùng mồi lại. Giật mồi. Xong cái mình thấy cá bự cái ăn thì mình sẽ giật lên cho nó dính. Nó ngon lành. Cá khoảng hai ngón không này cái nha. Cá rô đồng mini nhưng mà hai ngón tay rồi chứ đâu phải mini bé xíu gì siêu ha mọi người. Vậy đó, tới có mùa lúa ấy nha, nước cạn á, cái cá rô đồng mà chít chít nó mới đẻ chút xíu cá rô hột bí á. Cái này người ta gọi là cá rô hột mít, là cá hai ngón nhưng mà cá rô hột bí nó còn nhỏ hơn. Thì cá đó cái tháo nước ra ấy nha, nó đẻ tháo nước ra cái nó cạn á, cái người ta lấy rổ vớt trơn à. Cá rồng rồng người ta còn vớt đây. Thì mình cho cái nhà xem kết quả nãy giờ nè, thấy mê không? Cá nhìn ngon chứ bộ, quá ngon chứ, đâu có chê được đâu đúng không cả nhà. Đây ngon không mọi người? Rất là đã luôn á.
mọi người làm món này ha, chiên nha, cuốn bánh tráng nha, chấm mắm nghe ha, hết sảy con bà bảy luôn.